Còn một việc không thể nào quên được, đó là chúng ta hướng về phía Bắc. Ở nơi đó thì có rất nhiều bạn nhỏ không có Tết Trung Thu. Mấy ngày qua thì tất cả mọi người cũng đã chia sẻ tình cảm của mình rồi. Còn đây là cái tình cảm riêng của đoàn Hành Trình Ước Mơ, đúng không Quỳnh Như? Bây giờ Quỳnh Linh với Quỳnh Như sẽ bỏ vô trước, rồi anh em ekip bỏ vô, xong mình gửi đi cái tình yêu thương này đến phía Bắc nha. Rồi mời Như, rồi mời anh em nào, mời mọi người nào đó. Rồi đúng rồi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Hướng về phía Bắc, ở nơi đó thì có rất nhiều em nhỏ không có Tết Trung Thu, chính vì thế nên ta gửi rất tình cảm vào đây nào. Trai rồi hả? Rồi cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Và Quỳnh Linh, Quỳnh Như cũng kêu gọi tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng về phía Bắc, ở nơi đó còn rất nhiều khó khăn. Cảm ơn tình cảm quý vị rất là nhiều. À, các con vui chơi nhưng các con vẫn hướng về các bạn ở phía Bắc nha, chia sẻ một chút cái tình cảm của mình đến với đồng bào các con nha. Mọi người, ngày hôm nay thì chương trình Hành Trình Ước Mơ, Như và chú Quyền Linh đã đang ghi hình tại Sóc Trăng. Và sau tập ghi hình thì cũng gần tới dịp Trung Thu. Năm ngoái nếu mà ai có theo dõi Như thì Như có đến Đức Trọng Lâm Đồng, một cái nơi ở nằm ở sâu ở bên trong để hỗ trợ cho các em. Thì năm nay thì sẵn là ghi hình Hành Trình Ước Mơ thì tổ chức đêm Trung Thu cho 200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đêm Trung Thu của chương trình Hành Trình Ước Mơ diễn ra như thế nào? Mời mọi người theo chân Như nha. Ông trời cho mượn cái thang, kính người muôn lên côn trăng. Vua hỏi ông trời cho mượn cái thang. Rồi, cô Quỳnh Như xin chào tất cả các con nha. Và ngày hôm nay thì cô Quỳnh Như cùng với chú Quyền Linh cùng với nhau tổ chức cho tụi con một đêm Trung Thu. Hôm nay thì mong rằng là các con sẽ chơi hết sức, chơi hết mình và nhận được thật là nhiều phần quà từ tất cả các cô, các chú. Và cũng như là khi mà mình chơi đêm Trung Thu này về rồi thì mình có muốn năm sau mình được chơi tiếp không? Nhỏ quá, cô Như không nghe. Có muốn năm sau được tổ chức Trung Thu tiếp không? Rồi, vậy thì năm sau cô Như và chú Quyền Linh sẽ cố gắng tổ chức cho tụi con thật là nhiều đêm Trung Thu như thế này nữa, có chịu không? Rồi bây giờ về là phải học thật giỏi nè, ngoan nghe lời cha mẹ. Rồi khi mà nhà trường á nói với cô Như và chú Linh là tụi con học giỏi ngoan ngoãn thì mới được tổ chức Trung Thu nữa, ok không? Rồi bây giờ các con ngồi xuống, chúng tôi mời lãnh đạo của người Châu Thành. Anh Mỹ Vinh Công cùng các anh chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trao quà. Anh Mỹ Vinh Công sẽ trao cái ba bao thư, giải thưởng là 500.000 đồng mỗi bao thư. Rồi các con lên đây nào. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay cho ba giải thưởng đầu tiên, mỗi giải 500.000 đồng. Chúc mừng luôn. Rồi mời các con về chỗ. Rồi bây giờ mời các anh chị chúng ta xuống đây thì sẽ trình diễn cuốn sách nào. Đó, mình phát quà cho các bạn. Mỗi bạn sẽ nhận được 2 cái bánh Trung Thu, 1 cái cặp lồng đèn và 1 bao lì xì. Đó rồi. Cô Quỳnh Như nha, chị Hằng Quỳnh Như nha, 1, 2
Tại Sóc Trăng cũng như là địa bàn Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Long An v.v. Tại chuyến đi này thì chúng tôi đã tổ chức cho 200 em nhỏ ăn Tết Trung Thu rồi. Và một cái việc không thể nào quên được đó là chúng ta hướng về phía Bắc. Ở nơi đó thì có rất nhiều bạn nhỏ không có Tết Trung Thu. Mấy ngày qua thì tất cả mọi người cũng đã chia sẻ tình cảm của mình rồi. Còn đây là cái tình cảm riêng của đoàn Hành Trình Ước Mơ, đúng không Quỳnh Như? Bây giờ Quỳnh Linh với Quỳnh Như sẽ bỏ vô trước rồi anh em ekip bỏ vô, sau mình gửi đi cái tình yêu thương này đến phía Bắc nha. Rồi mời Như, rồi mời anh em nào, cảm ơn người nào đó. Rồi đúng rồi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Hướng về phía Bắc, ở nơi đó thì có rất nhiều em nhỏ không có Tết Trung Thu, chính vì thế nên là gửi rất tình cảm vào đây nào. Trai rồi đó, rồi cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Và cô Linh Quỳnh Như cũng kêu gọi tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng về phía Bắc, ở nơi đó còn rất nhiều khó khăn. Cảm ơn tình cảm quý vị rất là nhiều. Rồi ok xong.